Hello, xin chào các bạn. Quốc Duy đã trở lại đầu đây. 6 tháng đầu năm vừa qua, ngành công nghiệp gỗ cũng đang trì trệ và chưa có dấu hiệu trở mình. Tuy nhiên, không vì thế mà ngành gỗ cũng trầm lắng theo. Và sau đây là sự nổi bật trong 6 tháng vừa qua với sự trở lại mạnh mẽ của 5 dòng máy khoan gỗ và bán công nghiệp. Xịn quá không nào? Vậy thì nhờ các bạn nhấn ngay nút subscribe để đăng ký ủng hộ cho Quốc Duy chúng tôi. 5. Máy khoan bản lề cửa 2 đầu SM A15-2H. Không có gì bất ngờ hơn khi A15-2H có mặt trong top các dòng máy khoan hot nhất đầu năm 2023 với cộng đồng sửa nội thất. Dòng máy khoan này được biết đến với giá thành phù hợp cùng với sự đa năng của nó khi vừa có thể khoan bản lề, vừa khoan cam liên kết. Ngoài ra, với thiết kế 2 đầu, máy có thể hoạt động đồng thời hoặc hoạt động một đầu và có thể di chuyển khoảng cách giữa hai đầu với nhau theo thước đo trên bàn làm việc. Đây được xem là cải tiến đột phá so với tiền thân của nó là A15-1H. 4. Máy khoan ốc cam liên kết 42 mũi SM-21T2. Tiếp đến là một bất ngờ mang tên 21T2, một dòng máy như một vị thần trong làng khoan liên kết ở phân khúc tầm trung với thiết kế đa dạng cùng dàn khoan 42 mũi theo hai phương ngang và dọc, giúp đánh nhanh, gọn, lẹ các chốt liên kết trong thời gian ngắn chỉ với thao tác căn cử và đặt cốc. Còn chần chừ gì nữa mà không ai nói về đội của bạn để biến nó thành một siêu phẩm khoan liên kết cho sự năng tốc của bạn. 3. 2060B. Ở vị trí thứ 3 chính là dòng máy khoan bản lề và ổ khóa cửa, phiên bản hầm hố hơn. 2060B được thiết kế với thân máy cứng vững, đảm bảo máy luôn hoạt động ổn định và đạt độ chính xác tối đa. Với dòng máy này, bạn có thể tự tin ôm trọn các đơn hàng khoan bản lề và đánh ổ khóa cửa. SM2060B được xem là phiên bản tà đạo của A15-2H khi nó mang đầy đủ tính năng của A15-2H. Mặt khác, nó còn được nâng cấp thêm cụm phay ổ khóa. Đây được xem là dòng máy đa năng nhất trong phân khúc sản phẩm của mình. 2. 3000-2 CNC. Dòng máy khoan ngang CNC 2 đầu trục Z nằm ở một vị trí cao hơn CNC 3000-2. Đây là mưa làm gió trong thị trường khoan liên kết với tốc độ chưa đầy 5 giây cho một sản phẩm, vì ở vị trí thứ 2 nơi nó sở hữu khả năng quét laser giúp định vị lỗ khoan một cách chính xác. Đây được xem là phiên bản tối ưu nhất so với các dòng máy cùng loại. Ngoài ra, với thiết kế trục Z, nó có khả năng phay được các loại mộng như mộng âm, mộng dương, mộng ló sách, phay rãnh, phay bản lề và khả năng khoan ra điểm. CNC 3000-2 sẵn sàng thực hiện đồng thời các chức năng kể trên chỉ với một lần ấn nút khởi động. 1. 612 CNC. Và dòng máy hot nhất thời gian này không đâu xa lạ đó chính là SM-612. Dòng máy được chính máy gỗ Quốc Duy cung cấp và phân phối. Thật không thể tin nổi khi SM-612 CNC trở thành dòng máy đầu tiên trong danh sách dẫn đầu các dòng máy khoan cao cấp nào. 612 được biết đến với nhiều chủng loại khác nhau như SM-612M, SM-612H, SM-612H TATC và nhiều dòng máy khác. Và để biết khác nhau như thế nào, các bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhấc máy lên và ấn 0903 600 113. Dãy số này sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ thông tin về dòng máy mà bạn đang cần. Với 612, đó chính là khả năng khoan đồng thời 6 mặt, tạo 2 rãnh ở hai mặt ván và 4 rãnh ở mặt còn lại, hoặc ứng dụng trong khoan cam lamelo chỉ với một lần đưa phôi. Bởi 612 CNC sở hữu tất cả các tính năng cùng khả năng tự động hoàn toàn nên vị trí đầu tiên là hoàn toàn chính xác. Trên đây là tổng hợp những dòng máy khoan có lượt quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay từ Quốc Duy thống kê và nghiên cứu. Trong số này, có dòng máy nào mà bạn chưa sở hữu không? Nếu không thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay đến số điện thoại 0903 600 113 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Nếu thấy video hay, hãy like, share video này và ấn nút subscribe, đăng ký cho Quốc Duy chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.